Hiện tại thì Long đang cầm trên tay một mẫu bình nhựa thể thao ha của một thương hiệu Việt Nam. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về thương hiệu này cũng như là tìm hiểu về mẫu bình nhựa mà Long đang cầm trên tay ha. Đây là mẫu bình nhựa của thương hiệu Inochi nha các anh chị. Khi mà các anh chị nghe phát âm là Inochi thì chúng ta sẽ nghĩ ngay à, nó giống giống như một tên của Nhật Bản vậy. Nhưng thực tế Inochi là một thương hiệu của Việt Nam nha các anh chị và được sản xuất theo công nghệ Nhật Bản, cho nên là công ty sản xuất ra mẫu bình này đặt tên cho công ty của mình là Inochi ha. Long cũng đã tìm hiểu thông tin về Inochi trên website là inochi.vn nha các anh chị có thể lên trên inochi.vn để xem thêm thông tin về công ty Inochi. Thì Inochi là một thương hiệu của Việt Nam nha các chị. Những cái sản phẩm của Inochi thì được thiết kế và sản xuất theo công nghệ Nhật Bản. Sản phẩm của Inochi được sản xuất từ công ty Tân Phú Việt Nam nha các chị. Và đây là một trong những đơn vị mà có hơn 40 năm kinh nghiệm trong việc mà phân phối ngành nhựa nè. Và có 3 nhà máy tại Việt Nam của chúng ta với tiêu chuẩn đạt là 9001 và có quan hệ hợp tác với rất là nhiều công ty nhựa ở Nhật Bản ha. Đây chính là mẫu bình nhựa mà tôi muốn giới thiệu cho các anh chị ngày hôm nay này. Mẫu bình này thì nó có hai kích thước ha, một kích thước là 500 ml mà Long đang cầm trên tay nè và một kích thước là 700 ml ha. Đây là mẫu 700 này, đây là mẫu 500 ml ha. Và tên sản phẩm á, cụ thể đó chính là bình nước nhựa thể thao Inochi Kita Active, và tất cả những sản phẩm này đều được làm bằng nhựa titan nha các chị. Mã sản phẩm là HINBIKA0700 nha các chị. Mẫu bình này thì có một số kích thước như sau ha. Trước tiên là mẫu dung tích 500 ml này này thì nó có cân nặng là 110 g, và mẫu 700 ml này thì nó có cân nặng là 130 g ha. Cái mẫu mà 500 ml á thì nó có kích thước là 79 x 70 và nhân 200 mm ha. Còn mẫu mà 700 ml á thì nó sẽ có kích thước là 79 x 74 nhân cho 240 mm ha. Nó có thể chịu được nhiệt độ từ âm 20 độ C cho tới là 100 độ C ha. Lâm sẽ giới thiệu cho các chị một số ưu điểm của mẫu bình nhựa này. Đầu tiên đó chính là về chất liệu tạo nên mẫu bình nhựa này. Như video ngày hôm qua Long có chia sẻ cho các anh chị về việc mà chúng ta sử dụng những cái sản phẩm nhựa không chất lượng á, và những sản phẩm nhựa đó có chứa những cái chất ví dụ gây ung thư, gây vô sinh này rất nguy hiểm á. Cho nên đó là việc mà chúng ta lựa chọn một mẫu bình nhựa mà sử dụng hàng ngày là một việc rất là quan trọng nha các anh chị. Sản phẩm này thì được làm bằng nhựa titan ha, một trong những loại nhựa mà rất an toàn cho người sử dụng, và đặc biệt nó không chứa BPA ha. Đây là một loại nhựa BPA free, có nghĩa là không chứa BPA ha, chất gây ung thư cũng như là gây vô sinh. Phần nắp này thì được làm bằng nhựa BPA nha các chị, cũng như ở đây chúng ta có một phần vai sắt này thì được làm bằng silicon này, cũng như là những cái phần xi-an này cũng được làm bằng silicon này ha. Phần nắp này thì được thiết kế rất là đơn giản ha, nhưng mà nó lại cũng rất là hiệu quả này. Ví dụ như bên trong là các chị cũng sẽ thấy là có những cái phần gọi là gân silicon đó để giúp cho cái phần nắp này nó giữ nước bên trong tốt hơn này. Ví dụ cái phần gian này cũng bằng làm bằng silicon này, và nó sẽ ụp trực tiếp vào cái phần gót nước như thế này với một cái khóa cài ở đây ha. Đây các anh chị thấy này, khóa cài ở đây này. Long có một cái phần nước ở đây ha, Long sẽ demo cho các anh chị xem là cái phần bình này nó có thể giữ kín nước ở bên trong khi mà chúng ta là đổ hay không nha. Long sẽ đổ vào cho các anh chị xem này. Thiết kế nắp thì rất là đơn giản thôi, nhưng mà các anh chị xem nha, sẽ để này vào đây. Rồi ha, đây Long sẽ khóa lại như thế này đó, và Long sẽ chút ngược nó như thế này thì các bạn thấy là không có bất kỳ một giọt nước nào đổ ra cả ha. Đấy, đấy chính là cái sự hiệu quả của cái phần nắp này. Các anh chị sẽ thấy là nhựa này á, thì nó có nhiều màu sắc ha. Ví dụ như đây một cái màu cam này, rồi chúng ta có một cái màu tím như thế này, rồi chúng ta có một cái màu xanh như thế này và một cái màu xám như thế này nữa. Thì ngoài cái việc là được làm bằng nhựa titan này, rồi nắp bằng nhựa PP này và các cái quai sắt cũng như là các xi-an bằng silicon ấy, thì để có những màu sắc như thế này ấy, thì Inochi còn có thêm phần gọi là hạt màu nữa để giúp cho những mẫu bình này nó có màu sắc ha. Chứ bình thường những mẫu có lót lót như này này thì các bạn sẽ thấy là phần nhựa nó chỉ giống như là kính vậy đó.
nó không có màu sắc ha, nhưng Innogy đã có thêm hạt màu ha để giúp cho những mẫu nhựa titan này nó có thêm màu sắc như thế này, nhưng mà nó không ảnh hưởng tới sức khỏe của người sử dụng ha, cho nên các chị cứ an tâm mà sử dụng mẫu này ha. Tuy nhiên thì mẫu này cũng có một số yếu điểm nha các anh chị. Đầu tiên đó chính là cái phần bề mặt thì nó rất là sáng bóng như thế này nè, cực kỳ bóng luôn ha. Các anh chị cẩn thận khi sử dụng mẫu bình này vì là có thể là nó sẽ bị chảy xước nha, nó không phải chống chảy tốt như là kính đâu, tại vì nó dù sao cũng là nhựa mà. Khi mà các chị sử dụng một khoảng thời gian thì các bạn sẽ nhìn thấy là trên phần thân này nó sẽ có những cái vết chảy xước nhỏ nhỏ và nó làm cho cái phần nhựa không còn trong suốt như lúc mà chúng ta mới mua nữa ha. Rồi kế tiếp nữa đó chính là cái phần nắp đó các bạn. Long thấy là những mẫu này này nó không có thống nhất giống như những cái mẫu của Lắp Lắp nha. Long ví dụ như một cái mẫu của Lắp Lắp cho các anh chị xem nha. Khi mà các anh chị đậy nắp vào, đậy làm như này này thì Lắp Lắp rất là quan tâm tới sự cân xứng trong cái việc là thiết kế của mình. Ví dụ như chữ Lắp Lắp nằm ở đây nè, và ở đây là cái phần chỉ dẫn nước nước nè, ở bên đây nó cũng như thế này ha, và cái phần mà nắp nó luôn luôn nằm ở vị trí này, ở tất cả sản phẩm đều giống nhau như vậy ha. Đấy, cả những mẫu bình giữ nhiệt của Lock & Lock cũng vậy ha. Ví dụ đây chữ Lock & Lock đây và dưới này cũng là logo Lock & Lock đây ha. Tuy nhiên thì sản phẩm của Innogy thì các chị sẽ thấy nè, cái nắp nó nằm rất là nhiều vị trí khác nhau ha. Ví dụ cái phần đây là cái khóa này ha, và đây các anh chị sẽ thấy là không có phần chữ đây ha, nhưng mà phần chữ nằm đây nè đó. Rồi nó sẽ tìm một cái mẫu khác đây, ví dụ cái mẫu này đi, các anh chị sẽ thấy cái phần khóa ở đây đúng không, đây nhưng mà cái phần chữ lại lệch ở đây đó. Rồi có một cái mẫu thì nó sẽ như thế nào đây, các anh chị sẽ thấy nè, cái phần quay sách thì nó nằm ở đây và cái phần chữ thì nó nằm ở đây luôn, kiểu như là cái phần nắp này khi mà các anh chị dặn vào mỗi bình như vậy nó có một cái vị trí khác nhau chứ nó không nằm đúng vị trí như những mẫu của Lock & Lock như thế này. Có nghĩa là khi mà Lock & Lock các anh chị dặn cứng thì lúc nào nó cũng sẽ nằm đúng những cái vị trí như thế này ha, nhìn nó rất là căng xứng và đẹp mắt như thế này. Và nó thống nhất ở tất cả các mẫu bình này luôn chứ không phải là mỗi bình thì sẽ có một cái vị trí khác nhau nha. Đó chính là một số cái ưu điểm cũng như một số cái khuyết điểm nhỏ của những mẫu bình này ha. Và các anh chị sẽ thấy là trên thân bình của những mẫu bình này này thì Innogy đã in lên đây một số cái chữ khác nhau ha. Ví dụ như đây là cái chữ Guest Active nè, còn đây là chữ Think Spot nè, rồi đây là chữ Style Brief gì đó ha, rồi đây là chữ cũng là chữ Guest Active nè, còn đây là Try gì đó. Nếu như các anh chị và các bạn muốn cầm trực tiếp trên tay mẫu bình này hoặc là những mẫu bình khác thì các anh chị có thể đến cửa hàng của Bình Nước Tin ha, tại địa chỉ là 337-4 Tân Kỳ Tân Quý ở Tân Phú nha các anh chị. Tại đây thì ngoài những mẫu bình nhựa như thế này thì còn có những mẫu bình giữ nhiệt này, ly giữ nhiệt này, các anh chị có thể đến để xem thực tế hơn ha. Và Bình Nước Tin là một trong những đơn vị chuyên cung cấp các sản phẩm về quà tặng doanh nghiệp ha. Bên mình cũng có dịch vụ là in logo, khắc logo lên những mẫu bình giữ nhiệt hoặc là bình nhựa như thế này. Đương nhiên bình nhựa thì chúng ta sẽ không khắc ha, bình nhựa thì chúng ta chỉ có thể in lên thôi ha. Cho nên là nếu như các anh chị muốn tìm kiếm một cái sản phẩm để làm quà tặng doanh nghiệp thì các anh chị cứ liên hệ với Bình Nước Tin ha. Bên mình sẽ để thông tin liên lạc ở trong phần mô tả cũng như là Long đang cho hiển thị trên màn hình. Và cuối cùng thì rất là mong các anh chị và các bạn chưa đăng ký kênh YouTube thì hãy đăng ký ha, để ủng hộ cho Bình Nước Tin cũng như là cho video một like nếu như mà các anh chị cảm thấy video ngày hôm nay là hữu ích nha. Cảm ơn các anh chị và hẹn gặp lại tất cả các anh chị trong những video mới. Bye bye.